Okay, so now we are live with the newest man of the world from Vietnam. Congratulations. So, how did you feel when they announced you as the winner? Unbelievable. I just can say very excited and very happy. I want to say thank you for everybody support me, the people love me, and my family in Vietnam, my friend in Vietnam. Yeah, I just want to say thank you. Okay, did you expect to win? Expect like you think you will win? I'm confident, but I think my result, my target before the person just stop by. But I'm lucky, right? Okay, and what is your message to all your fans, especially in Vietnam? You can speak in Vietnamese. I just want to say big thank you and big love from me for everyone, because I'm sure if I don't have anybody love me, I can do anything. I can do anything without you. I love you. Okay, you can speak in Vietnamese because a lot of Vietnamese are watching right now. Oh. You can greet them. Okay, thì tối nay cảm xúc của bài rất là không thể nói nên lời được. Rất là hạnh phúc nhận chiến thắng trong cuộc thi bài đáp của 2018. Thì có đây lời cảm ơn đầu tiên thì tại những người tới gia đình của mình, họ là tất cả những tài sản quý giá nhất của tài. Và bên cạnh đó thì còn bạn bè, bạn thân thiết và cả những người bên cạnh của một bài ở Sài Gòn cũng như Đà Nẵng. Tình cảm của mọi người là tài sản lớn nhất của cái tài và tài sản quý giá nhất tại